Chào anh em và các bác nhé. Cái đây vài hôm có mấy bác nhắn tin hỏi em về bộ 750D kit X7i. Thì hôm nay bên em về được thì em sẽ phép lên cho các bác và anh em xem. Để các bác có nhu cầu thì lại alo cho em nhé. Đây, em mới về được bộ này thì em xin phép quay qua cho các bác và anh em xem về ngoại hình. Ngoại hình em này thì còn tổng thể là khá các bác và anh em ạ. Đấy. Em này thì mới chụp được 20k shot rồi nhá. Em check là 20k shot. Đấy, ngoại hình khá. Đấy. Bộ này bên em về được gồm có một body và một chiếc lens 50 1.8. 50 1.8 đời 2 các bác và anh em nhá. Bộ nhỏ nhắn xinh xắn này. Đấy, các bác và anh em có nhu cầu thì ới em. Phụ kiện của em này thì bao gồm là pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo. Đấy, cáp đầy đủ cho các bác và anh em. Tặng các bác và anh em một chiếc túi. Đấy, các bác và anh em có nhu cầu thì alo cho bên em nhé. Đấy. Bộ này thì các bác và anh em về chụp chơi, chụp tập chơi hoặc là kiếm tiền chắc được đấy nhỉ. Đấy. Em này thì không bị tối góc nha các bác và anh em nhé. Bình thường thì các dòng 750D, 650D hoặc là 700 này thì nó hay bị tối màn, tối góc màn hình lắm. Nhưng mà em này may mắn là còn màn hình còn rất đẹp, không bị tối góc. Em đi mua máy cũ thì 10 em thì mất 8 em là bị tối màn rồi. Mà bây giờ màn thay rất khó và đắt lắm. Đấy. Em đi mua mà cứ màn mà tối góc là em cứ trừ đi 900 các bác và anh em ạ. Này, em nói thật là thế. Bộ này thì em xin phép báo giá cho anh em và các bác là 6,5 triệu nhá. 6,5 triệu cho một bộ máy ảnh 750D kèm ống kính 50 1.8 này thì các bác nghĩ sao? Quá hợp lý đúng không ạ? Quá hợp lý cho một bộ máy ảnh đến thời điểm bây giờ. Đấy, quay phim full HD. Đấy, chụp ảnh nét. Đấy. Có màn hình xoay lật cảm ứng cho các bác và anh em chơi. Đấy. Vậy các bác và anh em có nhu cầu thì alo cho em nhé. Qua số điện thoại của em là 0982988007. Video này em chỉ lên qua cho các bác và anh em ngắm nghía về ngoại hình thôi. Đấy. Đấy, ngoại hình của em ấy thôi. Và báo giá cho anh em và các bác biết. Cũng như là lên để cho các bác biết về em có hàng. Để các bác alo. Không có nhiều khi các bác cứ lên xem video sau 1, 2, 3, 4 tuần sau alo em là hết hàng luôn đấy. Vậy các bác mà có nhu cầu thì thấy báo có video mới là các bác vào xem luôn nhé. Nếu có nhu cầu thì ới em luôn qua số điện thoại của em là 0982988007. Cứ em Zalo cho em để anh em trao đổi về máy nhé. Em gửi ảnh trực tiếp cho các bác và anh em. Các bác và anh em ở xa thì cứ cọc cho em 1-200, em ship đến, các bác kiểm tra máy ok thì các bác thanh toán tiền cho ship giúp em. Đấy. Bộ này thì phụ kiện là pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo. Đấy. Và một chiếc túi của Canon. Các bác cứ alo em nhá. Thôi em xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Bye bye.